sẽ cố riêng mình, hạnh phúc sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Đây là máy xúc Scoop. Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Cậu ấy đào hố để dựng trụ bóng rổ ở sân chơi. Ôi, cẩn thận, Scoop. Bảng rổ đang đổ xuống kìa. Để thử lại nào. Không, không ăn thua rồi. Cần phải có bê tông để cố định trụ. Nhìn kìa, Leo đã mang đến bộ phận xe mới. Xe trộn bê tông. Giờ chúng mình sẽ lắp ráp để trộn bê tông. Ôi, bánh xe lăn đi mất rồi. Ô ha ha, bánh xe tông thẳng vào tòa tháp robot mới xây. Robot lại đi xây một cái tháp mới. Xong xuôi. Nhìn kìa, cậu ấy đẩy bánh xe húc đổ tòa tháp. Trò chơi thú vị đấy. Cùng lắp ba bánh vào khung gầm xe. Đến buồng lái. Cản trước màu xanh. Đèn xe. Xe chắn bùn. Đây là sàn xe tải. Các bộ phận màu cam sẽ đỡ bồn trộn bê tông. Đây là bồn trộn bê tông. Nó là bồn chứa hỗn hợp xi măng trên xe trộn bê tông. Thêm một bộ phận màu cam trên cùng. Leo, cần phải tìm bánh xe thứ tư để lắp vào. Chúng mình cùng đi tìm thôi. Tìm quanh thật kỹ nhé. Ở sau cây không có đâu. Ha ha, thì ra robot đang chơi đẩy bánh xe húc tòa tháp. Chào cậu. Robot, cậu muốn xem một thứ thú vị không? Nhưng trước hết, cần phải có bánh xe này. Cảm ơn cậu nhé. Đi theo Leo nào. Đã lắp tất cả bánh xe. Xe trộn bê tông hoàn tất rồi. Giờ đi lấy bê tông nào.
Robot, cậu ấn nút đi. À. Tuyệt hảo. Bồn trộn cứ xoay mãi để hỗn hợp xi măng không bị cứng lại. Xe trộn bê tông ra sân chơi để đổ nền cho trụ bóng rổ. Mình cố định trụ bóng rổ lại, rồi đổ bê tông vào hố scoop đã đào. Cảm ơn cậu nhé, xe trộn bê tông. Bê tông cứng lại rồi, cây trụ cũng không bị đổ nữa. Cùng chơi bóng rổ nào. Haha, scoop đã ghi bàn đầu tiên. Robot, đừng buồn. Đến lượt cậu kia. À? À? Cứ ném đi, cậu sẽ làm được. Tuyệt vời! Giờ ta có thể chơi bóng rổ trên sân chơi rồi. Cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình, khăn phẳng xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đòi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Ở sân chơi, robot dùng các khối ghép xây hai lâu đài. Tòa lâu đài phải thật to. Không biết rồi tòa lâu đài nào sẽ đẹp hơn. Ồ, chỉ còn duy nhất một khối ghép. Robot, đừng đánh nhau mà. Dù gì một khối cũng đâu đủ để xây xong. Leo có thể đem các khối khác tới. Đúng chứ, Leo? Leo đi đến cửa hàng của Litty. Litty, tụi tớ cần thêm khối ghép. Nhiều ơi là nhiều, đủ xây hai tòa lâu đài. Ôi chà, cả một núi luôn. Leo sao mang nổi từng đó khối ghép. Chúng mình phải lắp một cái xe tải lớn. Leo mang các bộ phận xe tải đến. Giờ mình lắp ráp lại thôi. Buồng lái, đèn trước, lưới tản nhiệt, cản trước. Hai ghế ngồi. Vô lăng. Cửa xe.
gương. Phần này để gắn vào buồng lái. Dè chắn bùn. Ống xả. Và bốn bánh. Phần đầu xe kéo đã hoàn tất. Giờ kiếm đâu ra rơ móc lớn nhỉ? Cậu biết không, Lifty? Chọn nào, mình cần cái nào đây? Gầu máy xúc. Không. Bồn trộn bê tông. Sao bỏ khối ghép vào đó được? Xe rơ móc lớn ư? Phải, đấy là thứ chúng mình cần. Đẩy đi nào, Leo. Gắn rơ móc vào xe kéo nào. Lizzy có nhiệm vụ chất các khối ghép lên. Lifty, cậu làm tốt lắm. Leo, quay về chỗ của robot thôi. Ôi, khối màu cam rớt ra ngoài. Leo, cầm lấy này. Đi thôi. Robot, nhìn này, xe tải lớn mang đến quá trời khối ghép. Cẩn thận đó. Robot đỏ, cậu đâu rồi? Cậu không sao chứ? Giờ các cậu có thể tiếp tục xây lâu đài rồi. Các robot nhanh quá đi. Lâu đài họ đều xong cả rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn nhé, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn phẳng xe đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đòi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Trên sân chơi, các robot đang chơi với vòng tròn của đồ chơi tháp xếp. Cẩn thận đấy, robot. Vòng tròn này vừa to vừa rất nặng. Hai robot mang vòng tròn màu xanh lớn đến. Chà, làm sao để chồng chúng lên nhau nhỉ? Cùng thử xem. Ôi, robot tím bị kẹt rồi. Cứu cậu ấy với. Kéo cẩn thận nào. Không được rồi. Lifty, giúp với. Hoan hô, làm được rồi. Làm sao để gom hết các vòng tròn lại nhỉ? Chúng mình cần một xe cần cẩu lớn. Leo sẽ lắp ráp nó.
Ôi, một bộ phận bị rơi xuống con đường cạnh cây cầu. Đó là cái móc. Chào Leo, tụi tớ đang đợi cậu đấy. Đến lúc lắp ráp xe cần cẩu rồi. Khung gầm xe, buồng lái, chân của cần trục, chắn bùn và bình nhiên liệu. Bốn chân đỡ, bánh xe, 1, 2, 3, 4. Và tới cần trục. Leo, bị thiếu cái móc rồi. Cậu làm mất nó giữa đường đi rồi. Cậu mang nó về lại đây nhé. Các cậu còn nhớ Leo làm mất cái móc ở đâu chứ? Không phải sau mấy cái cây. Cũng không phải ở đây. Cố nhớ lại nào. Leo làm rơi cái móc ở đâu? Kia rồi, ngay trên đường gần cây cầu. Bỏ cái móc lên đằng sau nào, Leo. Cùng gắn móc vào cần trục. Hay quá, làm được rồi. Xe cần trục có thể xây tháp được. Đặt cái màu xanh lên cái màu tím. Vòng tròn tiếp theo là màu đỏ. Vòng tròn vàng. Và xanh lá nằm trên cùng. Tất cả vòng tròn đã được xếp lên. Giỏi lắm, xe cần cẩu. Làm tốt lắm, Leo.